Everybody, welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game MMO nhưng mà phiên bản server đặc biệt mừng Halloween nha các bạn ơi. Halloween, Halloween nha. Ok ok, rồi rồi, chạy nhiệm vụ thôi. Đó. Như bao con game MMO khác, đầu vô các bạn phải chạy nhiệm vụ tân thủ nha các bạn à. Đấy, ôi rồi, nhìn thôi là đã thấy là có không khí Halloween rồi. Đó. Vừa vô là xuất hiện ở trong một cái nghĩa địa liền. Đó, rồi ra là xong là đánh mấy con này liền. Ơi phải nói là đồ họa là nó ú rồi ôi luôn. Giờ các bạn giờ chơi con thì các bạn thấy quen chứ lúc mà con này mới ra là hot hòn hột luôn. Trời ơi, MMO mà chơi được trên điện thoại nè, Android, iOS nè. Đó, thậm chí là nếu mà nhà có tivi có trình duyệt là vô được luôn á. Ôi trời ơi. Trình duyệt web rồi đó. Đó. Lụm luôn nè, đó, ok ok, mà hình ảnh đồ đẹp ha, skin đồ boss nè ha. Ok, mà cái này có sự, như có cái skin Halloween luôn rồi phải á. Cái skin Halloween là cái skin của cái con gì mà cầm cái cây, không biết cơ bản có không ta, nè, bắt đầu ta. Nguyễn Hoa, ok. Nhưng nó không phải nằm bên này. Nè, đây, 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 nè. Trời ơi, bí ngô đâu nè. Đó. Phải mà được reward event Halloween này mà cho được con đó nữa là ngon. Đúng chất là Halloween luôn. Đó, ok, lụm tiền. Nào, nào. Ôi, trang bị bản này nhìn đẹp hơn hả ta? Ok, tới ải 5, ải 6 rồi coi. À, để coi. Ải 7, hình như tới ải 7 mới mở được cái phần kia. Rồi lụm. Ok. Mình tới ải 7 luôn ha. Ải 6. Đó. Con mô nào đầu vô cũng phải chạy nhiệm vụ qua hỏi cái mắt 10 chúng ta mới auto treo được các bạn nè. Chứ nó không có đi đâu mà hỏi được hết á. Rồi ok. Ồ, heo heo heo. Ui đánh boss ra đồ thấy ôi nè ha. Trời ơi, đồ cấp 1, 1 sao hơn nè, bậc 1 nè. Mà đẹp ghê. Trời ơi, lung la lung linh, 7 sắc cầu vồng luôn. Ú là la, ok. Nè, thấy không ha, nè nè nè. Đó, đồ hương thôi đó. Rồi, còn mấy cái đồ tím thì nó vẫn y như vậy. Ok, lâu vậy bộ. Trời ơi. Gì nữa, trang bị gì nữa hết rồi. À, hình như mở được cái điểm danh này nè. Ok, điểm danh chủ yếu là điểm danh để nhận cái vé tệ. Đó, nhận cái vé tệ lên S VIP 5 nhận quà nè. Đó, trời ơi. Ok liền, đến với thông tin server để đi lấy code với thông tin server mới luôn. Đâu rồi bồ ơi. Ok, đi đánh boss đi. Nào, thông tin server. Chúng ta có ma kiếm H5. Đó, khai mở server đặc biệt Halloween X10 cụm 2. Khuyến mãi nạp xu 200%. Đó. Thời gian 9 giờ ngày 27 tháng 10. Đấy, quy VIP 10, S VIP 10, 20 triệu kim cương. Chơi game tại ma kiếm H5.com nè, Fit Code Tân Hữu nè. S VIP 10 99 nè, ma kiếm nè, long tinh nè, group Zalo nè. Đặc biệt là nghe nói là vào group Zalo là nhận thêm được code hàng ngày nữa nha các bạn ơi. Đó. Long tinh up bên nhận ngay quà khủng à, 5 triệu kim cương, một danh hiệu nữa nè ha. Danh hiệu một sao. À đó. Ok, ưu đãi nạp nè ha. 200% tất cả server Momo Banking 200%. Xu nạp là 150%. Đó. Ok, ưu đãi nạp lần đầu heo móc nè ha. 500.000 nhân 2 tích nạp
khuyến mãi xu nạp xu là 200, 1 triệu là nhân 3 tích nạp, khuyến mãi xu 200, 3 triệu là nhân 4 tích nạp, khuyến mãi nạp xu là 200, 5 triệu là nhân 5 tích nạp. Wow. Cộng khuyến mãi nạp xu là 200. Ok. Đấy, đấy, đấy. Thời gian 27 tháng 10 nè ha. Đến 28 tháng 10 nè ha. Ok. Sự kiện tích nạp 200.000 nhận Nguyễn Hóa ma trận hiếm mỗi ngày. Ồ, mỗi ngày luôn. Thời gian sự kiện anh hùng tích nạp xu đạt 200.000 trong ngày nhận ngay 5 Nguyễn Hóa cộng 1 ma trận tùy chọn. À, chỉ cần 200.000 thôi, mỗi ngày là được 5 Nguyễn Hóa cộng 2 ma trận tùy chọn. Wow. Không giới hạn số lần nạp 200.000. À, nạp 1 triệu được 25 Nguyễn Hóa cộng 5 ma trận tùy chọn. Ok, sự kiện săn hũ Kim Nguyên Bảo cộng búa đặc trứng nè ha. Rất nhiều luôn. Nạp được thêm Kim Nguyên Bảo là Kim Cương. Ôi 50.000 mà được 5 triệu Kim Cương cộng búa nữa hả? Mát là 5 triệu được 500 triệu Kim Cương cộng búa. Ok 200. Đó, rồi đua top lực chiến. Ok, top 1 được 50 thần trang VIP. Top 2 top 1 là 500 như 50 thần trang VIP, 50 thần binh VIP, 50 cánh VIP UR, 200 triệu kim cương, 100 kim cương màu gì. Ok, đi nhập code liền. Để coi bản này là chúng ta nhập code ở trong game hay là ở ngoài đây. Chắc là trong game quá. Rồi ở ngoài luôn. Ok, chúng ta đang ở S10. Đó, lậm xị. Ok. Lậm xị, ok. Lậm 2 xị, nhập hết code luôn nha các bạn ơi. Lậm luôn, ok. Rồi, xong rồi đó. Vô lậm quà thôi. Này, rương UR hả? 5 triệu nè ha. Đâu, 5 triệu nữa là 10 triệu nè ha. Rương UR tự chọn nè. 2 rương, 3 rương nè. 4 rương nè. Ô, rồi ôi, ở đây cho cả vé tệ nạp, 3 vé 400, gì? 1 triệu. 3 vé 1.498. Đó, 1 vé nè ha. 2 vé nè ha, 3 vé nè ha. Ok. Rồi rương. Thần binh. Màu nó nổi quá, khó nhìn quá các bạn ha. Ok. Rồi cái này UR. Cánh nè ha, thời trang nè. Ok. Cái này là dưới là mấy con bét rồi. Nhưng mà định hạn định hả? Ok. Rồi cái này thì chắc chắn là phải lấy con này để mà cho nó có được chọn. Ok. Nào được chọn. Thì ở đây thì chúng ta cái skin đúng không ta? Cái đống này là skin đúng không? Này là thần binh. Này binh hoặc cánh hoặc sách. Này là cánh ở bên này, nhưng bên này nó có thêm thần trang. Ok, lấy thằng này đi. Rồi thần binh thì bên này, nhưng mà bên này nó cũng không có cánh. Bên này có cánh nhưng có vũ khí và sách. Bên này cũng có vũ khí và sách, nhưng mà có thêm con bét nè. Đang phân dân chọn cho mình một bộ thời trang nó tối ưu nhất có thể các bạn à. Nhưng mà hai con thì nó cũng như nhau thôi. Rồi bây giờ chúng ta coi bên nào thần binh ngon hơn. Cái này không phải đâu, không phải sách đâu. Cái này gì đây?
cao, bạch khí cấp 1, chiến lực kích hoạt. Tăng gì? Cáo bạch khí cầu hả? Không, không phải cánh đâu. Đó là sắt đó. Vậy giờ coi hai cái thần binh cây nông ngon. Thôi lấy thần binh bên này đi. Bên này thần binh nhìn ngầu hơn. Rồi bên này chỉ còn lại chưa lấy sách thôi. Ok, cũng sắp tới 20 tháng 11 rồi, chọn sách này luôn. Rồi đá điếc đầu luôn. Đó, ếch VIP 10 nè các bạn ơi. Đó. Ok, hên quá, mừng quá, có được cái cánh. Ôi dồi ôi, ếch VIP 10 có cái cánh. Ôi, đỡ đỡ đỡ, trời ơi. Ok, đây cái cánh ếch VIP 10 nè. Thôi ơi, nhìn nó cũng ngầu phết chứ. Đây, bộ hầm trang. Đó. Rất chi và này nọ nha. Ok man, ở đây chúng ta được thêm một con Nguyễn Hóa ở đây nữa. Đây. Ok, ở đây có Nguyễn Hóa không? Không, ở đây nãy mình không có chọn Nguyễn Hóa con nào hết các bạn ha. Phiên bản này cũng là phiên bản mới ha, có rất nhiều Nguyễn Hóa đồ ha, skin đồ mới nè ha. Ok, thủ bét đồ một đống luôn. Đó. Lụm ôi ba đa boss gì nè. Wow, mang cái chụp lại coi. Bà mẹ nó. Các bạn có biết cái con này không? Cái con này là cái con mà ngày xưa ông nào ăn kem nào biết á, có con hổ con gì đó. Ok, em ta lấy cái hình của nó lại. Rồi đó, rồi giờ thì đi săn boss thoải mái thôi, có gì đâu. Đó, link heo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể mô tả và bình luận. Dưới bình luận đi cho dễ, các bạn kéo xuống bình luận là thấy nha. Thì đó rồi, coi em nó kìa. Đấy, đang có event tích nạp mùa Halloween. Anh em vô chơi tham khảo nhận thêm skin hot hòn hòt ha. Nhớ vô group Zalo để nhận thêm code hàng ngày nữa ha. Ok, ôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Bộ đồ quá đẹp. Đó, nộ nè, đó. Nộ quên nữa nè. Nó. No.